Xin chào tất cả mọi người nhé, chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu cho anh chị em một cái cách chăm sóc và cách trồng cây lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Nó quá là đơn giản luôn anh chị em nhé. Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây, bộ rễ đã rất là sum xuê rồi. Hình như cái này em còn không có phân bón cơ. À, có phân bón anh chị em ạ. Đây, em trồng nhiều quá không nhớ được. Đây, cái phân bón này em để ở trong này này. Đấy, phía trong này nhé. Cái này, cái rề này em đè lên cái túi phân. Đấy, anh chị em ạ. Rề này là em đè lên túi phân luôn này. Bộ rễ thì không phải nói đâu. Đây, bộ rễ thì quá là đẹp luôn. Đấy, anh chị em nhìn thấy không? Đấy, nhìn cái bộ mầm này. Bộ mầm mới mà không kích thuốc này, không gì hết này. Chỉ có cho ăn tự nhiên. Đấy. Giò chuỗi ngọc và hoa tím đậm đẹp và họng đen. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì về cái chế độ chăm sóc của em ở đây thì là nó có một cái như này này. Vì cái cây vào cái mùa mà nó hay bị thối, bị nấm ấy. Đấy. Thì em cứ dùng cái thay đổi nhau, dùng có Kikibun này. Đấy, pha với Stunner này. Stunner nó là một cái bệnh, nó là một cái gọi là diệt khuẩn, nấm diệt khuẩn, còn Kikibun thì nó là nấm bệnh. Hoặc là anh chị em có thể dùng Xiaomin Go. Đấy, chúng ta nó cũng khá là ok. Nhưng mà Xiaomin Go thì có vẻ là nó nghe nói nó hơi độc, em ít dùng lắm. Đấy, và kiểm soát mưa tốt. Thực ra trên em thì nó có rất nhiều anh chị em bảo là cái lan ở trên này về gì đấy thì có phải che cho nắng không. Đấy. Thực ra thì anh chị em cũng phải hiểu được một điều rằng là cái cây mà nó ở trên vùng cao bọn em ấy thì là nó được nó mưa rất là nhiều và khí hậu nó mát mẻ hơn rất là nhiều so với vùng đồng bằng. Thế cho anh chị em là, cho nên anh chị em là về là nên cứ cho vào cái chỗ nó mát mẻ một chút. Đấy. Không được nắng trực tiếp đâu ạ, vì nắng trực tiếp là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến độ phát triển của cây. Đấy. Thì đây anh chị em nhìn rõ đây nhé. Hôm nay em giới thiệu sơ sơ cho anh chị em để anh chị em biết. Và cái cách chăm sóc nó rất đơn giản thôi ạ. Đấy, anh chị em nhìn thấy chưa ạ? Cái bộ rễ này này, bộ rễ như này là rất là khỏe này. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Nó chờm hết vào cái cây gỗ này rồi. Đấy, như này này. Rất là khỏe và có thể nói là cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, anh chị em nhé, giống như một cái cây nguyên bản. Đấy. Nên cái rễ này là em mua cũng rất là đắt. Rễ này mua được đấy, rễ mua rễ này là được thì mua thành 900.000 luôn ấy. Nhưng mà thấy thực sự rằng là anh chị em nhìn thấy không? Nó rất là bắt mắt và rất là đẹp. Đấy, sum xuê luôn. Tỏa ra bốn phía tỏa ra một phía này, về hướng này. Đấy. Về cái độ mầm của nó thì thực sự rằng là không có gì có thể nói là chê hay là gì được, mà phải nói là quá đẹp luôn. Đấy, một cái rề về chuỗi ngọc hoa tím họng đen rất là hiếm để có một cái rề to như thế này mà đẹp được. Nó thực sự với anh chị em là như vậy. Còn kể cả những cái cây đùi gà đây này. Ok nhỉ, cây này bị đổ là bị sên ăn này anh chị em này. Đấy. Em còn quên em chưa dựng, chắc là mai em về mới dựng được, nay em phải đi làm. Đấy. Đây, bộ mầm gốc của những cây đùi gà nó rất là khỏe anh chị em nhé. Em năm nay em chưa trao phân đâu ạ. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Về những cái cây đùi gà này cũng giới thiệu luôn cho anh chị em để anh chị em biết được rằng là em chăm sóc nó rất là tự nhiên thôi. Đây này, nhìn mầm năm vừa rồi nó ngắn lắm. Đấy, nhưng mà năm nay nó to đùng rồi này. Và nó không có gì là cầu kỳ cả, nó chỉ có mỗi vỏ thông. Năm ngoái em cho ít phân Gian, phân tan chậm trì. Đấy, khi mà nó ấm chậu này, còn chưa kịp nhấc ra để sang chậu. Thực sự là những cái chậu như này thì quá là đẹp luôn. Đấy anh chị em nhìn. Bây giờ độ dài nó có khi tầm được khoảng 80 phân rồi. Và tương lai đến cuối năm thì có thể nó lên tới khoảng 1 mét.
Vì lý do là có nhiều anh chị em mà không thích cây dài. Thì em cũng nói với anh chị em luôn rằng như này này. Cây dài ấy thì nó có một cái lợi thế. Wow, cây này bị bệnh rồi. Đây này. Đấy, cái việc mà tránh cây thối cây chết là không tránh được đâu anh chị em nhé. Nên là nói thật với anh chị em là cũng chỉ gọi là nhiều khi gọi là mình cũng không thể ấy hết được, hạn chế tối đa thôi. Đây vườn em phun phòng nhiều thế mà con bị thối này. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Phun phòng nhiều thế mà bị thối. Bắt buộc phải chấp nhận cái cục cái ấy này thôi. Nhưng mà không sao. Thua keo này ta lại bày keo khác đúng không ạ? Đấy thì có nhiều anh chị em bảo là cây dài quá chị không thích, anh không thích. Nhưng thực tế đó anh chị em rằng là nếu như mà cây dài thì mình có một cái lợi thế là khi chúng ta đặt ở cái bàn nó xòe ra bốn phía thì nó rất là đẹp. Những cái đùi gà như này, bụi những cái rễ của nó này phát triển rất là khỏe. Đấy, sau này em sẽ phải cho vào những cái chậu như thế này để cho cái rễ nó được thoáng ra ngoài. Thì cây nó sẽ hạn chế được cái tối đa nhất là cái bị thối gốc. Hạn chế tối đa thôi anh chị em nhé, chứ còn nếu nói để mà hạn chế tuyệt đối thì rất là khó đấy ạ. Anh chị em nhìn thấy đám đùi gà rất là sum suê đây này. Hạn chế tối đa thôi. Đây như cái chậu này chẳng hạn, anh chị em nhìn thấy không, cái chậu này là nó rễ nó đã bu xung quanh như này rồi này. Bắt buộc là chúng ta sẽ phải 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 xử lý là nhấc thay chậu. Chậu này cực kỳ là to đấy ạ. Mấy hôm nay cũng bận rộn quá đâm ra là anh chị em thấy chưa, nó sum suê như thế này, những bụi đùi gà này đúng là xứng đáng, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đây còn cái con dẹp này nữa, là con khó chịu nhất đây này. Đây này anh chị em, đấy không để ý cái là con dẹp nó bắt mọc luôn. Đấy, con dẹp này rất là khó chịu. Em chắc là mai em phải xử lý luôn, chứ không cứ mải mê quên rồi không để ý, vườn nó cũng khá là rộng. Thế là cuối cùng là các em nó xơi mình, xơi mất. Đây, đấy. Này mai phải xử lý rồi. Đấy thì em cũng chia sẻ cho anh chị em rằng là chúng ta cũng không nên là chăm sóc nó quá nhiều, để cho nó cây khô cằn một chút thì cây nó sẽ phát triển khỏe. Còn chế độ mà chăm sóc thì anh chị em cũng nên nhớ rằng ở miền núi thì cái khí hậu nó khác với miền xuôi. Nên là dưới anh chị em là nó nắng nóng rất là gớm và gay gắt. Nên chúng ta phải cho vào mái che. Che lưới, che đi ít nhất là khoảng tầm độ 60%, 70% hoặc là 80% nắng để tránh cái ánh nắng trực tiếp vào vào cây của anh chị em thì nó sẽ không bị hạn chế được tối đa cái phần thối. Vì khi mà nắng nóng lên ấy, nắng nóng lên là nó cứ làm cho cái cháy cái lá này, xong nó mưa xuống nó tạo ra nấm và vi khuẩn. Thì đương nhiên là cái cây của anh chị em sẽ bị hỏng và rất dễ bị thối. Đấy là một cái em chia sẻ cái kinh nghiệm thôi, chứ còn thực tế áp dụng ra thì mỗi người một cách áp dụng khác nhau, cũng không ai có thể là chia sẻ là cái này hơn cái kia hơn được. Đấy. Thì hôm nay cũng chia sẻ cho anh chị em một chút nho nhỏ cái kinh nghiệm về trồng hoa lan, chăm sóc hoa lan vào cái thời điểm mà mùa mưa như này. Đấy. Mưa thì trên Lai Châu thì anh chị em biết rồi, đây đang mưa rực khủng khiếp luôn, không thể có gì mà đỡ được. Đấy anh chị em ạ. Đấy, còn vườn em thì đây mọi người nhìn nhé, đấy bên kia là cái hàng dãy u lồi hoàng thảo ngũ tinh nhé. Anh em vào dịp Tết là anh em có thể alo cho em rồi, là để em chia sẻ cho anh chị em chơi Tết. Đấy, còn mùa này thì em chia sẻ cũng rất là ít thôi, nhưng mà cũng mong rằng anh chị em cứ hãy giữ và ủng hộ kênh. Có muốn lấy cái gì, có muốn chia sẻ cái gì, có muốn hỏi tư vấn về chăm sóc hay là giống nọ giống kia thì em sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em bất cứ lúc nào. Ví dụ như em có thể em bận thì em sẽ không gọi lại cho anh chị em vào lúc em rảnh rỗi một chút, nhưng sẽ gọi nhanh thôi. Thì tính em là ít khi mà không nghe máy của mọi người lắm.
Vâng, như vậy thì video cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, cô dì, chú bác đã thường xuyên theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.